Canada bắt nghi can Somali bắt cóc hai ký giả Canada và Úc, tin từ Ottawa, Canada. Cảnh sát Canada đã bắt một công dân Somalia về điều mà cho rằng ông này liên can đến vụ bắt cóc hai ký giả cộng tác viên làm con tin tại Somalia vào năm 2008. Hai người này gồm một người Canada và một người Úc. Cảnh sát Hoàng gia Canada, viết tắt là RCMP, ngày thứ Sáu ngày 12 tháng 6 cho biết đã bắt ông Ali Omar Adair tại Ottawa trước đó một ngày. Một phụ tá ủy viên RCMP, ông James Malaysia, nói với truyền thông địa phương rằng vụ bắt giữ được tiến hành trong một chiến dịch bí mật. Tuy nhiên, ông không cho biết liệu chính phủ Somalia đã được thông báo về sự kiện này hay chưa. Ông James Malaysia nói, RCMO loan báo rằng đội thực thi an ninh quốc gia Ottawa đã bắt giữ Ali Omar Adair vào ngày 11 tháng 6 năm 2015 tại Ottawa vì liên can đến vụ bắt cóc con tin để truy tố về tội hình sự tại Canada. Adair là một trong các thương thuyết chính của cuộc thương lượng kéo dài 15 tháng để tìm cách phóng thích hai ký giả đang bị giam cầm. Nguồn tin này nói rằng, sau khi nhận được tiền chuộc hồi tháng 11 năm 2009, nhóm người bắt cóc đã đánh đập, tra tấn và bỏ đói hai ký giả Amanda Linhout và Nigel Brennan. Hai ông bà này bị bắt cóc hồi tháng 8 năm 2008. Bà Linhout tiết lộ rằng, nhóm bắt cóc bà thuộc tổ chức Hồi giáo Liên minh với quân liêu kích Hizbul Islam. Cách đây 2 năm, bà Linhout đã hồi tưởng và kể lại câu chuyện mang tựa đề Ngôi nhà trên bầu trời, nói về thời gian bị bắt cóc, sau đó trở thành một tin hấp dẫn nhất của tờ New York Times.